Chào anh em nhá. Trước mắt các bác là con sấy Electrolux 34 cân. Này là con sấy ga nhá bác nhá. Chạy điện một pha và ga đun bếp bình thường thôi. Đó. Con này là còn nguyên zin từ Nhật về luôn, lồng inox. Rất là lớn. Cái này đủ người ngồi bên trong luôn á. Đấy. Lồng đấy. Máy rất là đẹp, liên lạc ạ. Đẹp từ cánh cửa đẹp đi ấy. Doang dép còn đầy đủ. Đấy. Sơn zin. Cái này thì chạy điện một pha bình thường thôi, mấy ga. Hàng Thụy Điển xịn nhá. Zin từ con ốc. Hàng có sẵn nha các bác nha. Các bác mua hàng cứ alo trực tiếp thôi.